Hai anh em lại là mình Thanh đây. Nếu mà anh em đang có khoảng 400 ngàn và anh em muốn tìm cho mình một cái con chuột, anh em có thể là làm việc được mượt mày nè, hay là anh em chơi game một cách nó chân chu, thì đây chắc chắn sẽ là một cái con chuột sinh ra để dành cho anh em. Đây là con chuột đến từ thương hiệu Newman, và con chuột này nó có cái mã là GX9 ha. Thì anh em nào mà tìm hiểu về chuột, chơi game nhiều thì chắc chắn sẽ biết về con chuột của Newman này. Thì đây là một con chuột, nó có một cái cấu hình rất là tốt trong cái tầm giá đó đó, trên dưới khoảng 400 ngàn ha. Bình thường á giá của nó khoảng 500, hơn 500 lận anh em. Tuy nhiên thì trên Lazada họ đang có một cái chương trình là sale giữa năm 6 tháng 6 ha. Thì cái chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 này cho đến ngày 10 tháng 6. Trong cái chương trình này thì Lazada họ sẽ có cái voucher tích lũy lên đến 800k này, và họ sẽ có cái voucher 1 triệu cũng giống như là cái free ship cho đơn hàng từ 0 đồng. Ngoài ra anh em cũng có thể là áp thêm những cái voucher từ ví điện tử hay là từ ngân hàng, và đặc biệt là anh em có thể là ép thêm cái voucher từ Newman. Thì mình thấy họ đang có cái voucher 50k dành cho anh em, là cái voucher của cửa hàng ha, anh em áp được tận 5 voucher. Khi mà anh em áp hết những cái voucher này thì cái giá của cái con chuột GX9 này của Newman á, thì giá của nó chỉ còn trên dưới 400 ngàn thôi. Đây là một con chuột rất rất là ngon trong tầm giá trên dưới tầm 400 ngàn anh em ha, thì sẽ được mua với mức giá tốt nhất. Ở ngoài phần giới thiệu thì anh em sẽ thấy đầu tiên là cái thương hiệu là Newman nè, và ở đây thì nó có để những cái thông tin và cái hình con chuột ha, một cái hộp con chuột thôi mà y xì giống như là một cái hộp điện thoại luôn anh em. Bên phần này thì họ đánh là GX9 Pro, tuy nhiên thì cái phiên bản bên trong là GX9 nha anh em. Mặt sau thì nó sẽ để một cái số thông số kỹ thuật về hai cái bản ha, cái bản Pro và cái bản GX9 thông thường. Và ở đây là cái đem phân phối nhà nhập khẩu của cái phần con chuột này. Thì bây giờ mình sẽ mở ra ha. Đó, anh em thấy chưa, một con chuột thôi mà đóng gói cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Đây là phần bên trong nè, anh em thấy không, họ lót cái phần vải nhung luôn. Và đây là cái phần chuột bên trong. Phần sách hướng dẫn sử dụng thì sách hướng dẫn sử dụng này bằng tiếng Anh và có cả tiếng Việt cho anh em luôn nha. Và con chuột này được bảo hành 24 tháng một đổi một nha. Ở đây thì họ sẽ có một cái phần tem của Newman nói về những thông tin cảm ơn gì đấy ha. Đây anh em, trên tay mình đang là cái con chuột gaming của Newman GX9 ha. Thì anh em sẽ thấy những cái tính năng mà nổi bật nhất trên con chuột này mà làm lên đáng đồng tiền bát gạo á. Thì đầu tiên cái con chuột này nó sẽ trang bị cái sensor BMW 3330. Thì cái con sensor này thì sẽ cho anh em cái phần mà điều chỉnh cái DPI nó tối đa lên đến là 14.400 DPI. Anh em sẽ sử dụng được cho những cái tựa game ha mà nó đòi hỏi FPS cao, hay là anh em sử dụng cái phần con chuột này để tùy chỉnh cho những cái công việc của anh em, thí dụ như là viết code hay là cần độ nhạy cao, thì con chuột này nó sẽ giúp cho anh em làm việc được rất là thoải mái ha. Phần sau thì nó sẽ để cái logo của Newman và những cái thông tin để anh em có thể là tùy chỉnh ha. Những thông tin ở đây, và nó sẽ có những cái phần cao su để giúp anh em để lên mặt bàn thì nó sẽ bám bàn. Dây thì họ tặng kèm cho anh em một cái phần quấn dây cho nó gọn ha. Dây này thì là dây dài 1m8 và nó có một cái phần chống nhiễu ở đây. Ở phần đầu USB này á, thì Newman họ cho biết thì nó sẽ được mạ vàng ha. Thì với cái phần mạ vàng này nó sẽ giúp cho cái phần USB này khi mà cắm vào trong máy tính á, thì nó sẽ giúp cái tiếp xúc nó tốt hơn. Khi mà anh em sử dụng lâu dài thì nó sẽ tránh cái hiện tượng nó bị lung lay, cũng giống như là nó sẽ không nhận dạng được cái chuột ha. Và cái phần dây này nó bện dù rất là chắc chắn nha anh em. Và đây là cái phần chuột ha. Thiết kế của chuột này thì theo cái dạng thiết kế là công thái học, để giúp anh em chơi game hay là làm việc một cách mượt mà. Khi mà mình để tay lên nè, anh em thấy đây, hai cái phần này thì nó rất là bấm tay ha. Tổng cộng nó sẽ có 7 phím. Đầu tiên là chuột phải giống như là chuột trái ha. Hai cái nút trên đây thì nó sẽ tùy chỉnh cái DPI. Và ở đây là cái con lăn ha, cũng giống như là anh em nhấn để nó vào chở chuột và anh em có thể là tùy chỉnh ha. Và hai cái nút bên hông đây thì nó sẽ có phần SRB, thì mình sẽ cắm vô cho anh em xem thử nha. Và đây anh em, thì mình đã cắm cái con chuột này vào rồi, thì anh em sẽ khi mà cắm vào thì nó sẽ rất là đẹp ha, nhìn anh em thấy lung linh luôn không. Và hai cái vít hai bên trái và bên phải thì nó sẽ sử dụng cái cao vít, cái mã của nó là GM2.0. với hai cái switch này thì nó sẽ cho cái độ lần nhắn khi mà anh em nhấp chuột á, thì nó sẽ tổng cộng nó lên đến là 20 triệu lần. Và Newman họ cho biết với cái switch này thì cái độ bền anh em sử dụng có thể là lên đến 10 năm ha, rất là kinh khủng. Ví dụ anh em 20 tuổi đi mua con chuột này, đến năm 30 tuổi thì anh em cũng có thể là dùng được. Và họ sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm một đổi một. Thì đi theo cái con chuột này á, là một cái phần mềm dành riêng cho cái con chuột này,
phần mềm của nó thì cũng sẽ là GX9 luôn. Với cái phần mềm thì anh em có thể là tùy chỉnh rất là sâu về con chuột này. Anh em có thể là thay đổi cái phần VI ha, anh em có thể là thay đổi theo cái tùy cái phần sử dụng khác nhau, thì nó sẽ có rất là nhiều cái phần sử dụng để cho anh em thay đổi. Khi mà anh em dùng con chuột này ha lâu dài thì cái phần mềm nó sẽ giúp cho anh em có thể thay đổi được cái phần profile để anh em sử dụng, thì nó tổng cộng là 5 cái profile. Anh em có thể là thiết lập được từng cái profile riêng, từng cái mức PBI riêng. Anh em có thể sử dụng cái profile 1 để anh em chơi game Liên Quân đi, và anh em có thể là sử dụng cái profile 2 để anh em chơi game FIFA gì chẳng hạn ha. Và anh em sử dụng cái profile khác để anh em làm việc, hay là profile này để anh em chỉnh sửa Photoshop. Thì mỗi cái profile anh em có thể thiết lập được tận là 7 cái mức DPI khác nhau, và anh em chỉ cần bấm để tùy chỉnh ha. Mỗi lần anh em bấm thì trên màn hình nó sẽ hiện thị cái phần DPI. Thì cái DPI càng thấp á, thì anh em sẽ lia chuột thì nó sẽ đi càng chậm ha. Và anh em bấm cái mắt của nó là DPI đạt cái mức là 14.400 thì anh em sẽ lia con chuột nó rất là mượt mà luôn. Anh em sẽ chơi thoải mái ha. Và con chuột này nó cũng sẽ tránh được cái tình trạng đó là double lit ha. Khi mà anh em sử dụng con chuột, anh em nhắn 2-3 cái nó mới ăn. Đối với con chuột này thì anh em sẽ lit mỗi cái thì nó sẽ mỗi ăn. Đối với những cái game mà anh em cần di chuyển cái nhân vật, hay là anh em tùy chỉnh đạn, hay là anh em bắn, thì đối với con chuột này sẽ giúp cho anh em làm việc hay là chơi game một cách rất là mượt mà. Phần led này thì anh em cũng có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều chế độ khác nhau ha. Cái phần mềm thì một lát mình sẽ show cho anh em xem một đoạn về cái phần mềm, để anh em có thể là xem thông qua cái phần mềm. Phần mềm nó bằng tiếng Anh thôi, anh em nào biết tiếng Anh thì sử dụng, còn không thì sử dụng Google dịch ha. Lấy điện thoại gọi vô nó sẽ dịch cho anh em để anh em tùy chỉnh được dễ dàng hơn. Hoặc là anh em nào mà sử dụng những con chuột chơi game nó quen rồi thì anh em nhìn vô là anh em sẽ biết cách tùy chỉnh ngay. Và con chuột này với cái trọng lượng của nó chỉ là 86g thì mình cầm lên mình cảm giác nó cũng rất là nhẹ nhàng. Mình dở lên, mình dở xuống rồi mình lia qua lia lại như vậy thì mình thấy nó cũng rất là mượt mà. Và 7 cái phím này thì anh em cũng có thể là dễ dàng tùy chỉnh nó trên cái phần mềm để cho nó phụ thuộc vào cái phần chương trình cũng giống như là cái phần mềm mà anh em đang sử dụng để cho nó được tối ưu nhất ha. Cái phần này thì anh em sẽ tìm hiểu thêm. Về phần link mua cái con chuột này cũng giống như là cái link dẫn đến cái chương trình siêu sale của Lazada 6 tháng 6 ha, sale giữa năm, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like, share này cũng giống như là subscribe kênh tayoa.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye.